Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đinh Ba Búa nha. Thì hôm nay mình soạn cho các bạn toàn là cơm hộp không các bạn. Tại vì hôm nay nè, toàn là máy nằm trong hộp thôi nè các bạn, thấy không? Nhiều anh em hỏi hàng nằm trong hộp quá nên hôm nay mình chơi một lô luôn là hàng nằm trong hộp. Thì cái lô này nó mới giờ hôm qua nên mới có hàng nằm trong hộp nha các bạn. Chứ còn mà mình bán ngày hôm nay là ngày mai, ngày mốt là hết rồi, cái hàng này là sẽ không còn nữa đâu. Tại vì hàng nó mới giờ thì nó mới có hàng nằm trong hộp bạn. Thì cái nó cũng hiếm bạn. Thì mấy cái hàng đó mình bán để mình kiếm lời, rồi mấy cái hàng mà dây chai mình đập dây chai rồi mình bù lại. Rồi hôm nay có con máy này nó đặc biệt lắm nè các bạn. Con này cắm điện nó chạy luôn các bạn. Con này nó là máy làm lạnh bạn, làm lạnh công nghiệp, làm lạnh công nghiệp nha các bạn. Nè, bật nó khởi động nó lên luôn bạn. Đó, bật nó lên luôn. Nó khởi động chạy vô điện đồ chạy ngon lành luôn các bạn. Đó. Nói chung là vô điện đồ chạy luôn á. Rồi hôm nay mình có lên bánh xe nè các bạn. Bánh xe hàng Nhật bãi nha các bạn. Thì bánh xe này nó dày lắm nha các bạn. Thì mỗi một rổ vậy có rổ mình lên 4 cái bánh, có rổ mình lên tới 12 cái luôn nha. Thì ít nhất là 4 cái nha các bạn, nhiều nhất là 12 cái bánh. Rồi hôm nay có dây cứu hỏa nhưng mà dây này lủng rồi nha các bạn. Nó bị chuột gặm rồi. Đây nè. Rồi mình thanh lý luôn nha, dây này nó bị chuột gặm rồi. Rồi hôm nay có súng binh nè. Súng bắn quýt, súng binh nha các bạn. Hàng này là hàng sát nha. Đó, cứ rổ như là 250, 350 tùy rổ nha các bạn. Rổ 300, 250 tùy rổ nha. Đó. Rồi. Hàng nằm trong hộp nữa nha các bạn. Thì hàng nằm trong hộp này nó có lát mình khui hộp cho bạn xem nha. Thì nó có súng binh nè, rồi máy khoan điện nè, nói chung là nó tùm lum, lát mình khui hộp cho bạn bất ngờ chơi. Rồi thì cái này là hàng, cái này là bình hơi nha các bạn, bình hơi. Còn cái này máy rửa xe mà nó không có dây đâu bạn, còn máy không à. Rồi cưa điện nha các bạn. Thì cưa điện này lúc tối mình lên, nhiều anh em mua không được, la làng la tỏi các bạn. Tại vì nhiều anh em bảo là mới lên cái 5 phút mà sao bán mất đi. Thì tại vì có nhiều anh em ổng mua một lần 4-5 cái bạn, chứ ổng mua một cái đâu. Đó, thì cưa điện này các bạn. Thì cái dàn cưa điện này là mình bao là cắm điện, là bao vô điện luôn. Đó, còn hàng chưa có dọn nha các bạn, mình chỉ bao vô điện thôi. Các bạn lưu ý nha, hàng cưa điện này nè, là mình bao vô điện cho các bạn luôn. Rồi, hôm nay là bánh xe này là nó có cái loại bánh nâng nữa bạn. Cái này không phải bánh xe bạn mà bánh nâng nè. Cái này hay lắm nè bạn nè, nó có bàn đập như bàn đập ga bạn này, nó nâng nè. Đó, đè này xuống nó nâng nè bạn. Đó, các bạn thấy nâng không? Bánh này mới hay nè bạn, nâng lên nè. Thấy không? Bạn thấy nâng lên không? Đó, này nhả ra nè. Đó. Bánh nâng nữa. Rồi bánh xe nữa nha. Thì bánh xe này rổ thì nó không rẻ đâu bạn. Thì mình bán theo ký đó bạn. Cái này nó nặng ký lắm bạn chứ không có nhẹ đâu, tại đồ của Nhật mà. Cái tiêu chuẩn của nó là thép của nó làm dày bạn chứ không có làm như đồ tàu nó làm mỏng đâu. Nó làm rất dày nên là rất nặng bạn. Thì mình bán theo ký nha, tại bên Nhật nó lùi giờ Việt Nam mình nó cũng tính theo ký đó các bạn. Rồi, thì bắt đầu từ mã số 1 đi bạn. Mã số 1 nằm đâu ta? Ê, tìm mã số 1 các bạn. Đây, hôm nay là mã X nha các bạn, X. Thì các bạn mua gọi cho thư ký, hôm nay là mã X nha các bạn. Tức là chữ X nè bạn, chữ X nha. Đó, bạn lưu ý nha, chữ X là X1, X2, X3, X4 nha. Thì các bạn nói là mã X thì bên thư ký nhà mình nó mới hiểu là các bạn chốt đơn ngày hôm nay nha các bạn. Ngày hôm nay là ngày mấy ta? Ngày 6 hay ngày 7 gì đó. Nay là ngày 7 nha các bạn. Ngày 7 tháng 4. Ngày 7 tháng 4 nha các bạn. Thì mình là Đinh Ba Búa, là mình ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Chỗ bãi mình đang là ở Đức Trọng nha các bạn. Ở Đức Trọng. Đó, các bạn nào mà tới bãi mình mua hàng thì các bạn có thể ghé Đức Trọng, mình cách ngã ba Phnom cây số thôi bạn. Chỗ tấm bảng cò bay đó bạn. Rồi, vô mã X1 nha các bạn. X1 đi. Đây, X1 này là bánh xe nha các bạn. Thì đóng bánh xe này là nó Đài Loan xúc. À, bánh xe này là hàng Đài Loan xúc Nhật hả? Này là 63 x 48, tức là cái thông số của nó là 63 x 48 nha các bạn. Đây. Đó, bánh xe này là nó có cái bánh đỡ nữa nha các bạn. 63 x 48. Thì cái này là nó có hai bộ nha, một bộ là 4 cái bạn. Nè. Đó, một bộ 4 cái nha bạn. Chỗ này là có tổng cộng là hai bộ. Một bộ 4 cái. Chiều cao của thằng này nó khoảng tầm 10 đến 15 phân các bạn, 15 phân á, chiều cao của nó nè các bạn. Nè. Đó. Rồi, thông số của nó là 63 x 48 nha các bạn. Rồi. Cái đống này là 700.000 nha bạn, hết chỗ này luôn. 700.000, cái này mình bán theo ký đó bạn. Thì
hết đống này nó tới tổng cộng là 8 cái bánh nha các bạn, 8 cái bánh đó, 8 cái nha. Rồi hết đống này là 700.000 x 1 nha. X 2 các bạn, X 2. Đống này là 600.000 nha các bạn. Cái này thông số nó là 3 x 2 600.000 nha. X 2. Đây chỗ này cũng hai bộ nha các bạn nè. Hai bộ nha, hết chỗ này là hai bộ là 8 cái. Bộ 4 cái nha các bạn. Nè, bánh nó là nó nói chung nó nặng dữ lắm bạn nè, cầm nặng kinh khủng luôn bạn. Sắt nó dày lắm nha, nặng lắm. Rồi hết đống này là 3 x 2 là 600.000 nha các bạn. Mã số nó là 3 x 2. Thông số nó bạn. Chiều ngang, chiều cao của nó na ná nhau bạn. Na ná nhau hết. Rồi X3 các bạn, X3 này là 600.000. 600.000 nha các bạn, X3 này. Cái đống này là tới này nó có ghi là 8 kg này mà, 8 kg. X3 nha các bạn, 600.000. Chỗ này mấy bộ đây? Đây, một bộ là 4 cái các bạn, chỗ này là 2 bộ nha các bạn, 2 bộ. Đó, 2 bộ nha. Thì bánh này nó dày lắm bạn, nặng ký lắm. Ừ. Chỗ này 8 kg là chứng tỏ là một cái bánh này là 1 kg đó các bạn. Nó nặng bà cố không? Một cái bánh này nó nặng 1 kg luôn các bạn. Đó, 8 cái này là 8 kg đó các bạn. Rồi X3 này là 600.000 nha các bạn, X3. X4 này là 600.000 luôn nha các bạn. Chỗ này cũng 8 cái luôn nè, 2 bộ các bạn, 2 bộ nè. 2 nè, 4 nè. 6 8 cái luôn nha các bạn. X4. Đó, các bạn thích lấy nào lấy nha. Nè, quay nó quay đều hết nha các bạn, quay ngon lành hết, nhẹ nhàng hết á. Ừ. Hàng này hàng Nhật nha các bạn, hàng Nhật á. Rồi, X4 này là 600 nha các bạn. X5 này là 850 nha các bạn. Cái này thông số nó là 3 x 1 13 xẹt 16. Đây. Thông số à. Thôi các bạn bỏ qua cái thông số đi bạn, cái chiều cao thằng này nó nhiêu đây. Đây các bạn thấy không? Nó cao khoảng 15 phân đó bạn. Cỡ đó. Rồi. Hơn nhớ cái này nó cao tầm 15 đúng không? Cỡ đó thôi các bạn, 15 phân thôi. Rồi. Bánh này thì chỗ này nó tới chỗ này nó 12 cái bánh lần bạn nè. Chỗ này là 4 nè, 8 nè, 12 cái luôn nha các bạn. Đống này 12 cái lần á, 850 nha. X5 X6 X6 đâu? X6. Ồ, nãy giờ đó X4 mà. X4 X5 đây bạn, X6 nè. Hôm nay ghi lộn xì phèo hết rồi. Rồi cái X6 này là máy Ryobi. Cái này là máy dành cho mấy anh người mộc nha các bạn. Máy gì em? Hả? Cưa lóc bàn hả? À, cái này anh em nào chuyên người mộc thì biết nha. Cái này máy cưa lóc bàn gì? Cưa mộng bàn hả? Nọng hả? Nọng. Cưa nọng bàn nha các bạn. Cái này là cưa nọng bàn. Cái máy này nó nặng là 22 kg các bạn. Ryobi 1 triệu nha các bạn. X6 1 triệu rồi. Thử điện đi em. Nó kêu vậy thì cái này là cắm vô điện chạy được nha các bạn, còn chưa có dọn nha, chưa có dọn. 22 kg nha các bạn, hàng Ryobi đó, ở dưới nó nè bạn. Ừ. Công tắc nó nằm ngay đây nha các bạn, thì vô điện đồ chạy. Con này nó nặng 22 kg, điện 110 nha các bạn, lưu ý nha các bạn, điện 110. Đây thông số nó đây các bạn, nó có thông số nè, đó điện 110 nha. Rồi X6 nha các bạn, cái này 1 triệu nha. X7 này là 900 bạn. Cái này thì mình không biết cái gì đâu, mình còn ký tính tiền đâu mà đồng không hả bạn. Này nguyên cái này đồng không à, đây các bạn thấy không, nguyên cái này đồng, toàn đồng thôi. Cái này mình nghĩ nó là cái dàn bơm, nó nằm chắc mình nghĩ nó dàn bơm nằm trong cây xăng đó bạn. Mà cái này đồ Nhật nha các bạn, đồ Nhật á nè, các bạn thấy chữ Nhật không, đồng hồ nó còn luôn nè. Cái này là chắc mình nghĩ như cái đồ bơm của trong cái cây xăng đồ bạn, cái đồ bơm của nó nghĩ vậy các bạn. Thì cái này các bạn cần thì mua nha. Có 900 đó, X7 nha. Đó còn ký tính tiền đó bạn. X7 nha. Rồi, X8, bây giờ qua bánh xe nha các bạn. X8 này là 600.000 nha các bạn. Thì đống này là hai bộ các bạn nè. 1 nè, 2 nè. Hai bộ nha các bạn. Đó, hai bộ 600.000 nha. Hai bộ này là 8 cái nha các bạn. 8 cái 600.000. X8 nha các bạn, X8 600.000. Thì bánh xe này nó bằng nhau hết các bạn, nó na nhá bằng nhau hết, quay đều hết.
Nói chung là bánh của Nhật thì nó chắc chắn rồi. Ít chín nha các bạn, ít chín. Cái đống này nhỏ nhọn nè các bạn, nhỏ nhọn. Đây. Nè, cái này cái bánh nó hơi nhỏ một tí nè các bạn. Nó gọn nè. Mình nghĩ nó chiều cao nó tầm mặt tay thì chiều cao con này nó tầm 10 phân các bạn, cỡ đó. 10 phân thôi. Rồi. Cái này thì ít chín này là 700 nha các bạn. Chỗ này nó tới 3 bộ. Nè, một bộ nó là 4 cái nha các bạn. Nè nó. Đó, một bộ 4 cái. 3 bộ 12 cái nha các bạn. Chỗ này 12 cái bánh đó các bạn. Là 3 bộ nha. 700 ngàn ít chín. Ít chín nha. Ở thông số nó là 50 x 38 nè các bạn. Đó. Ít 10 các bạn. Ít 10 này thì nó có 500 ngàn thôi. Thông số 50 x 38 này. Đó, bánh nhỏ nha các bạn. Này. Đó, bánh này thì bánh nhỏ nha. Nó cao khoảng tầm đây các bạn, nó cao tầm 10 phân. Tầm đó nha các bạn. Ít 10 này là 500 nha các bạn, 500. Đó, ít 10 nha. Ít 11 bạn. Cái này là 350 nha các bạn. 350, ít 11 này, thông số nó là 75 x 36 các bạn. Đây. 4 cái các bạn. 4 cái nha. Này. Hàng da băng nha các bạn, dày, nặng lắm. 4 cái rồi. Ít 11 nha. Ít 12 nha các bạn. Ít 12 thì cái hàng này là hàng độc mà hiếm nhất ngày hôm nay luôn bạn. Thì mình dời cái bao bánh xe này nè, nó khoảng 1 tấn các bạn, nhưng mà chỉ được 4 cái này thôi. 4 cái này thôi nha các bạn. Thì bánh xe này đây, nó nâng nè các bạn. Thấy các bạn thấy nó nâng không? Nâng lên nè, rồi tắt nè. Đó, thấy không? Nâng nè. Cái này nó dành cho mấy anh trong người mọc đó bạn, các bạn tủ rồi á. Đó, các bạn gắn vô nè. Đó, nó vậy đó bạn. Đồ Nhật nha các bạn. Rất là chắc chắn luôn, dày lắm nha. Đồ này là nè. À, cái này là hàng made in Malaysia nè các bạn, này nó ghi nè. Made in Malaysia. Hàng này chẳng lẽ nó xuất sang Nhật ta, là Nhật nó đóng về Việt Nam không? Hàng made in Malaysia nha các bạn. Đó. Còn hàng nước ngoài thôi các bạn, chứ không có hàng Việt Nam đâu. Rồi. Cái này là năm sĩ nha các bạn, ít 12 năm sĩ, đó. Ít 12 nha. Rồi. Giờ mình qua hàng chạy điện nha các bạn. Máy cưa điện 110 nha, các bạn lưu ý cưa điện 110 trước khi mua hàng bên mình. Các bạn làm ơn nghe mình nói một tí nha, rồi các bạn chốt nha. Thì hàng này là hàng chạy điện 110, thứ nhất, thứ hai là hàng chưa có dọn đó, thứ ba là mình bao là cắm điện cho các bạn kiểm tra, có nghĩa là mình bao cắm điện cho các bạn thôi chứ mình chưa có dọn nha các bạn. Các bạn lưu ý trước khi mua hàng bên mình. Thì con này là lỗi gì đây? Lỗi đuôi, là đuôi bị bể nha các bạn. Đây đây các bạn, này đuôi nó bị bể nha các bạn. Bể chỗ nào đâu em? Đây tét này hả? Đâu phải tét đâu, cái này nó bị chưa vô khớp á, chứ không phải tét. Cái này nó chưa vô khớp với em à, chứ không phải tét. Thôi cỡ cha bán đi, nó giờ anh em thợ người ta gắn lại. Rồi cái này 250 nha các bạn, ít 13. Hàng Ribi con này là không phải nó bị tét, mấy đứa nó không biết các bạn, nó bị này nó bị chật khớp bạn, giờ các bạn uống nó vô thôi. 13 250 hàng Ribi nha. Đây là thông số của nó đây các bạn, thông số rồi. Test điện đi em. Rồi, được rồi, lập ra cho nhìn số em. Cái này thông số nó là, công suất nó là 295 nha các bạn. Tức là nó công suất nó là 29 đó bạn, 295. Rồi, RB nha các bạn, con này còn đẹp lắm. Mới, có 250 thôi bạn. Mình bao là vô điện thôi nha, chứ mình không có bao gì hết nha các bạn. Các bạn lưu ý trước khi mua hàng bên mình là điện 110 nguyên bản, nguyên rinh. Là giờ mình cấm có điện mình bán cho các bạn. Con nào mà cấm không vô điện thì mình quan sát hoặc là quan dây chai nha các bạn. Đó. Rồi, con nào vô điện thì mình bán cho các bạn. Rồi, vô đi em, cắm đi. Ít này là ít 14 nha. 300 nha các bạn. Rồi, thông số nó đi em, con này... đây, nó có số nè các bạn, 350 nha các bạn, 350. Hàng này là của hãng gì đây? Sinco. Sinco hả? Ừ. 350 nha các bạn, ít 14. Rồi, con này thì... đó, ít 14 nha các bạn, vô điện là cắm điện quay nha các bạn. 300 ngàn, rồi. Con này tiếp nha các bạn, ít 15. Con này thì 650 nha các bạn. Con này nó to lắm, đây nè. Đây các bạn, cho các bạn so sánh luôn. Con này nó to gấp đôi con này luôn nè các bạn, thấy không? Nó to gấp đôi luôn. Rồi, ít 15 là 650 nha các bạn. Rồi, ít 15, 650. Có số không em? Đọc số giùm anh. Không có số à. Con này nó to lắm nha các bạn. Công suất của nó 52 nè các bạn, nó ghi là 52E.
52E các bạn. Nó có thông số nó bạn. Vậy là con này nó motor nó to nha các bạn, nó nặng ký hơn con kia. Thì mình bán theo ký mà bạn, thì con nào nó nặng ký hơn thì nó mắc tiền hơn thôi. Nhiều khi các bạn còn con nhỏ thì các bạn mua nhỏ nha. Bạn cần lớn thì bạn mua lớn. Rồi con này nó cũng to nè các bạn, thấy không? Rồi con này thông số nó nè. CS280 nè các bạn. Đó. Hàng này là hàng hãng gì không biết luôn bạn. Không thấy hãng ta. Rồi. Hitachi, đây. Hitachi các bạn, rồi bấm đi em. Rồi, rồi. Con này nó kêu bạc đạn đó bạn, con này kêu bạc đạn này. Nó hú đó, phải kêu bạc đạn em trai. Rồi, con này là X16 400 nha các bạn. Con này X16 là 400.000 là bao vô điện nha các bạn. Giờ các bạn phải dọn lại nha. X17 nha các bạn, 650 X17. Rồi. Im cực kỳ luôn, máy nhẹ nhàng luôn bạn, máy nhìn máy nó còn to lắm, thông số nó đây các bạn. Nè, tiếng Trung. Tiếng Nhật chứ em chứ tiếng Trung. Tiếng Nhật. Tiếng Nhật á chứ không phải tiếng Trung. Rồi. Số mờ lắm. Con này chắc máy to các bạn. Ít con này thì nó nặng ký lắm bạn, máy to lắm. À con này với con này giống nhau nè các bạn nè. Hai con này đó, con này với con đó giống nhau à, 650 nha các bạn. X17. Rồi. X18 nha các bạn, X18. Con này là hàng Makita nha các bạn. Makita. Thì X18 này là 1 triệu mốt nha. Makita nha các bạn. Rồi. Rồi được rồi em. X18 này là 1 triệu mốt nha các bạn. Đây bạn, nó là hàng Makita 400. Đây bạn, nó ghi là 401 nè bạn, Makita 401 điện 110 nha. Thì cái hàng này ở Việt Nam mình nó có bán hàng, cái hàng Makita này nè bạn, ở Việt Nam mình nó có bán mới luôn, nhưng mà nó là hàng made in China các bạn. Là Makita nó sản xuất tại Trung Quốc luôn, thì nó mới Việt Nam mình là 3.6 triệu, 3.7 triệu gì đó bạn, thằng này nè. Nó có bán mới Việt Nam mình luôn nha các bạn. Thằng này thì cái hàng mới Việt Nam mình nó là hàng made in China các bạn, là hàng Makita nó xuất Trung Quốc nó xuất sang Việt Nam mình. Rồi, còn này là hàng này là bên Nhật nha các bạn, hàng bãi nó bên Nhật nó rồi. Thì X18 này là 1 triệu mốt nha các bạn. 1 triệu mốt nha. Rồi Makita. Rồi bạn, qua một X19. Con này là vua lột cái bao lam đây em, chứ không là nó là 350 nha các bạn. X19 350 hàng BB nha. Hàng BB. Rồi nè. 350 nha mà con này thì nó nhỏ lắm bạn, Minion nha, nó nhỏ nha. Con này nó công suất nó là 250 các bạn nè, 250 01. Rồi RB nha các bạn. Rồi còn cái bao lam RB luôn đó, bao lam của nó luôn bạn. Rồi RB nha, tiếp nha. X20 hàng chưa có dọn nha các bạn, lưu ý trước khi mua hàng giúp mình, mình nói đi nói lại nhiều rồi, hàng chưa có dọn nha, mình chỉ bao vô điện cho các bạn thôi. Hitachi nha. Rồi được rồi em. Con này là Hitachi. Công suất của nó là 280 nha các bạn. 280. Con này 400 nha các bạn. X20 400.000. Rồi vô đi em. Hitachi nha, hàng Hitachi. Rồi X21 nha các bạn, 300 thôi. Con này rồi. Con này chạy im nữa ta. Rồi được rồi em. Con này chạy rất im luôn ạ. À. Con này 300 thôi nha các bạn. X21 300 thôi. Công suất thằng này nó tới 350 luôn bạn nè. Công suất con này lớn nè bạn, 350 luôn. Rồi. X21 nha các bạn. X22 350 nha. Con này nó là hàng Ryobi nha các bạn, Ryobi. Kiểu gì vậy? Cả thắng. Ủa thằng này điện mà có điện mà cũng có thắng nữa hả? Ừ. À con này nó có thắng luôn hả? Thắng chỗ nào em? À con này nó có thắng nha các bạn. Mà mấy đứa nó không biết. Ơi. Thôi đừng bóp em, mấy con có thắng rồi. Coi chừng em bóp là nó tuột thắng, nó hư thắng hết á. Con này nó có thắng nha các bạn. Thì nó kêu cái chỗ cả thắng á. Con này là 350 đâu bạn. X22 nha. Hãng này là hãng Ribi bạn, còn mới lắm. Lam của nó là Lam Rin là Ribi luôn.
Xích của nó là xích rinh của nó luôn nha các bạn, xích rinh theo máy luôn. Đó, có 350 rồi, nếu mà bên mình bỏ xích vô là lỗ luôn. Bộ xích này không là cũng 300 rồi các bạn. Đó. Rồi, X22 nha các bạn, 350. Rồi. X23 các bạn, 300 nha. X23. Rồi, được em. X23 là 300 nha các bạn. Này công suất của nó là 260 nha các bạn, 260. Rồi. Hàng này là của hãng gì đây ta? Màu vàng chắc là của Ribi. Không, thằng này của Komatsu đó. Hãng này hãng Komatsu á. Rồi. 300 nha các bạn, X23. Rồi, X24 bạn 350 nha. Con này hàng Ribi luôn nha các bạn, Ribi luôn. Con này có bộ mới nè. Hàng này là chưa có dọn vệ sinh nha các bạn. Giờ các bạn dọn rồi vệ sinh rồi ra. Con này là 350 nha các bạn, X24 nè. Rồi, được rồi. 350 nha các bạn, X24. Thông số con này nó là AC14 nha các bạn. Đâu công suất của nó là bao nhiêu đây? 1115W. 150W luôn. Này 150W. Con này nhìn nó nhỏ gọn nè bạn. Rồi, X24 350 nha. X25 con này thì nó to quá, cố làm nó dài lắm nha các bạn. Đây. Đây các bạn đỡ so sánh nè. Nó bạn thấy làm nó dài không? Thấy không? Làm nó dài lắm nha. Đó, nó to hơn. Nó to gấp đôi con kia luôn mà làm nó dài nha các bạn. Hàng Makita. Thì như nãy mình nói con Makita này có bán mới nha các bạn. Hàng ở Việt Nam mình nó có bán mới luôn, 3.7 triệu, 3.8 triệu vậy đó, là Makita mà tàu nó xuất sang Việt Nam mình đó bạn. Rồi, X25.1 triệu nha các bạn. Ủa, được em. Con này nó mất cái nắp rồi các bạn. Nè, lọt lên anh coi em. Nè, nó mất cái nắp này. Không biết kiếm nó nắp này không. Cái nắp này là để dặn con ốc, để giữ cái lam lại các bạn. Dặn giữ ốp lại, mất cái nắp rồi. À, 1.1 triệu nha các bạn, X25.1 triệu nha. Rồi, X26. Con này là 450 nha các bạn, hàng Makita luôn. 450 nha. Cắm điện nha. Rồi, không vô điện luôn hả? Rồi, bấm ở trên đó hả? Rồi, điện nha. Để im nha. Con này các bạn phải bấm thêm nút trên nữa nha các bạn. Con này thông số nó nè, 300 các bạn. Nè. 300 ở thông số của nó là 680W. À con này còn con này ngàn mấy watt luôn bạn, con này có 680W à. Rồi. Con này gần gấp 3 luôn. Ừ, hai con thằng cùng hãng nhưng mà thằng kia cái motor nó bự hơn kìa bạn thấy không? Con này motor nó nhỏ hơn. Đó. Rồi, X26 này là 450 nha. Con này thử điện không em? Điện mấy pha? X27 nha, điện 110 ha, điện 3 pha hả? À con này 3 pha nha các bạn. Thì con này là 900 nha. Thì X27 900. Con này nó là điện 3 pha nha các bạn. Đây nè. Nó 4 dây nha các bạn, 4 dây nè. Đây bạn, đó 4 dây. Thì con này là điện 3 pha. Thì các bạn lưu ý nha, con này nó là điện 3 pha bên Nhật. Thì cái này này là các bạn nào mà chuyên về điện cơ á thì các bạn giờ các bạn xuống điện 220 nha. Chứ nó là điện 3 pha bên Nhật nha các bạn. Điện 3 pha Việt Nam mình xài được không em? Điện 3 pha Việt Nam. Mà phải xài 110. Vậy hả? 3 pha Việt Nam mình không xài được đâu nha các bạn. Bạn giờ phải xuống điện 220. Đó. Thì thằng này thì mấy anh em ta xuống điện 220 được nha các bạn. Rồi, X27 là 900 nha. Thằng này nó xài điện 3 pha nha các bạn. Đó, thằng này nó còn mới đó mà. Hàng chưa có test nha. Cắt dây điện rồi mà không có điện 3 pha để thử luôn. Rồi bỏ qua kia đi em. Rồi, X28 con này 500 nha. Con này thử điện không em? Đó. Thử luôn hả? Có vô điện không? Thử cho anh em ta coi người ta an tâm. Vậy là biết rồi. Con này nó chạy im như là máy mới luôn nha các bạn. Máy bào gỗ. Im như máy mới luôn nha. 500 ngàn thôi các bạn. Đó. Con này nó xài bằng dây cu ro các bạn. Đó dây cu ro. Từ em rờ vô lạng hoạng nó chạy đứt ngón tay. Thì máy bào gỗ nha các bạn. Răng còn bén lắm. Rồi được rồi em. Mới ken luôn các bạn. X này là X28 nha các bạn. 500 ngàn. Là mình lựa những con đẹp các bạn. Còn những con xấu mình đập dây chai bạn bán như, nói chung là mình bán cho các bạn là lựa những con ngon rồi. Rồi. Máy rửa xe. X29 nha các bạn, X29 con này nhiêu em? 450 nha các bạn. À, không có dây nha.
Con này chỉ bán cái đầu máy thôi bạn, không có dây đâu, 450. Rồi. Điện 110 nha bạn, coi thử nó có made in China không em. Cái này nó là hàng Nhật luôn nha bạn, không có made in China. Thường cái hàng mà made in China là nó là hàng tàu xuất Nhật các bạn. Còn thằng này nó là máy Nhật luôn. Thì máy thì nó hoạt động chạy im nha, vô điện nha bạn. Đó, còn hàng chưa có dọn nha, có 450 thôi. X29 không có dây nha. Các bạn không có dây, các bạn lưu ý nha, máy rửa xe. Đó, điện 110 nha các bạn, không phải điện 220 nha, các bạn lưu ý nha. Rồi. Cái này chạy không em? X30. Rồi con này thì cắm điện thử luôn em. X30 nha, con này là 1 triệu nha các bạn, X30. Rồi tranh thủ em video. Rồi được rồi. Sao rồi. Thì cái con này là X30 nha các bạn, 1 triệu. Bình hơi nha các bạn. Bình hơi nha các bạn. Thì nó có công tắc rồi nè các bạn, đó. Bình hơi. Rồi có chân cao su luôn các bạn. Thì con này nó chạy nhưng mà nó không được im lắm nha các bạn, hàng chưa có dọn nó vậy. Giờ các bạn giờ thay mặt đạn, bôi dầu mỡ đồ vô nha các bạn. Rồi, X30 là 1 triệu nha. Rồi bạn, X31 bây giờ qua hàng cơm hộp nha các bạn, hàng cơm hộp. Thì cái hàng cơm hộp này nó là súng binh nha các bạn. Là nó có hộp luôn, thì hàng giờ hôm qua các bạn. Là giờ hôm qua khui hàng ra thì được nhiêu đây nè, hàng cơm hộp này các bạn. Đó, nó có nhiêu đây là hàng hộp nè. Thì hàng hộp này là mình không có thử nha các bạn, bán tù bù. Tức là mình bán tù mù là hàng nó giờ sau mình bán vậy nha, không có bao nha. Thì mình bán nguyên cái hộp cho các bạn, cái hộp luôn. Đó, cái này nó là hàng súng binh. Là các bạn lưu ý nha, hàng này là chưa có chạy nha các bạn. Hàng này là chưa có chạy, các bạn lưu ý trước khi mua hàng. Hàng này là chưa có chạy nha, là súng binh. Đó, các bạn lưu ý nha. Con này là hàng Hitachi nè, 12V nè các bạn, nó còn hộp luôn, cả hộp nó luôn nè các bạn. Con này là đầu của nó là đầu để gắn nè các bạn, đầu để gắn quýt bán ấy đồ vô nè các bạn. Hitachi nặng lắm bạn, bóp thử chạy không, chạy ngay bán 4-5 triệu luôn rồi. Cục sạc của nó đây bạn, sạc tin luôn nha, sạc Hitachi nó luôn đó. Rồi thì nó nguyên hộp, nó là bên Nhật nó giờ dày luôn bạn. Thì mình bán tùng mù nha các bạn, lưu ý nha các bạn, tùng mù. Con này nó có 350 thôi bạn, nguyên cái hộp này luôn á, mà X31 350 nha các bạn. Đó, nguyên cái hộp này luôn nè. Rồi mình bán tùng mù một binh nha các bạn, một sạc, một thân máy, rồi với một cái hộp nữa nha các bạn. Rồi 350 Hitachi X31 nha các bạn, 350 bán tù mù nha các bạn. Các bạn lưu ý bán tù mù này là anh em nào mà rành giờ sửa binh, giờ đóng binh rồi lại nha các bạn, hoặc là rành giờ nói chung là các bạn nào chuyên giờ xuất binh nha. Đó, giờ đóng binh rồi lại. 350 X31. X32 bạn 250 nha. X32 250 nè. Con này đó nó còn cục sạc luôn nè các bạn, với binh luôn, súng luôn nè các bạn. Đó, súng luôn. Này nó còn sạc còn súng luôn bạn, thấy không? Rồi. X32 này là 250 nha các bạn, 250. Rồi binh của nó đây. Binh nó này, cắm đây. Cắm đây bạn nè, cắm này. Đó, đó bạn thấy không? Còn cái chỗ này cắm cái gì trời. Đó, rồi. Con này là có 250 rồi, X32 nha các bạn. X33, con này 250 luôn nha các bạn. 250 luôn. Con này nó là hàng đây nè, binh của nó đây các bạn, binh nó nó như con lúc nãy luôn các bạn. 9V nha các bạn, con này nó 9V6 nè. Nè, 9V6 nè. Chỗ này là chỗ cắm binh nè bạn, đó. Này này là con cu nè, này con cái. Này đực, này cái nè bạn. Rồi, hàng này là hàng Nati Tona nè các bạn. Rồi. Con này 9V6 các bạn. X này là X33 là 250 nha các bạn. Rồi. X34 này là Hitachi. Con này là X34 nha các bạn, Hitachi 250 rồi, mở cơm hộp. Đây các bạn. Con này 9V6 nha các bạn, 9V6 hàng Hitachi. Đây. Súng nó nè các bạn, súng nè. Con này còn mới nè các bạn, mới đẹp. Con này còn đẹp nè, cầm nặng tay lắm nha các bạn, nặng lắm, đầm tay lắm. Đúng là đồ Nhật có khác hơn. Cái đồ tàu các bạn cầm lên nó nhẹ siêu à. Nhưng mà cái thằng này cầm nó nặng bà cố luôn, các bạn thấy không? Đó. Nặng lắm nha, cầm nó đầm tay lắm bạn, cảm giác nó đầm lắm. Rồi. 9V6 còn sạc luôn. Hàng Hitachi nha các bạn. Con này có 250 đâu bạn, cả hộp này mình cho bạn cái hộp luôn nha. Chứ hộp này nhà mình nhiều lắm. X34.
Rồi ít 35 bạn, con này hợp thiết luôn nè bạn, hợp thiết luôn. 200 nè bạn, ít 35 nè. Ủa con này nó là hàng Makita nha các bạn. Đây Makita nha. Con này cầm đầm tay lắm nha các bạn, còn đầm lắm. Con này mấy won này không biết luôn. Con này thì 9 won sao các bạn. Chắc mình nghĩ vậy, nó có số 9001 nè, 9 won đó. Rồi rồi con này nó còn nguyên hộp luôn, hàng Makita nha các bạn. 200 thôi bạn à, ít 35 quá rẻ cho cuộc tình luôn nha các bạn. Rồi ít 36 bạn, con này 250 nha, ít 36 hộp thiết luôn. Con này thì nó không có cục sạc nha các bạn, nó chỉ có cục pin thôi nè. Con này bao nhiêu won đây, 12 won nha các bạn, 12 won nè. Rồi đầm tay lắm, nặng lắm nha các bạn. Đầu của nó nè. Rồi con này 250 nha các bạn, ít 36 ít 37 các bạn. Con này là bu lông đầu 38 gì đây, ít 37 này, 250 các bạn, bu lông đầu 3-8 đấy bạn. Đầu này là đầu 3-8 là đầu nhỏ nha các bạn, súng bắn bu lông nhưng mà đầu nhỏ nha, đầu này đầu nhỏ nha, các bạn lưu ý nha các bạn. Thì nó còn binh nè, rồi sạc nè các bạn, nó còn binh là sạc luôn đó. Nhét này dày, dày nó mới lột nè, đúng rồi đó, binh sạc luôn. Con này 9.6 nha các bạn, máy bán bu lông nhưng mà đầu này đầu nhỏ nha các bạn. Đó, đầu nhỏ đó bạn thấy không, đầu đầu nhỏ nha, chứ không phải đầu lớn đâu, đầu nhỏ đó. Rồi con này là còn hộp luôn nha các bạn, hàng Hitachi. Con này 350 đó bạn, ít 37 ít 38 này, 350 luôn, hàng Makita nha các bạn. Đây con này thì nó gồm sạc nè, pin nè, pin nè, hai cục pin luôn, dưới một cái đầu bắn nè đó. Con này mình thấy nó còn đầm tay lắm bạn. Hàng súng thì nó dơ lắm, tại vì tay người ta lao động, người ta cầm bên Nhật, nó cầm nó dơ các bạn. Giờ các bạn rửa vệ sinh ra rồi vứt luôn nha các bạn, rửa nước, anh em nào rửa nước không biết nó chậm không, mình chưa cái rửa loại này, chưa rửa luôn. Con này mà nó bên Nhật mà nó xài còn hộp là tướng tỏ anh này ảnh kỹ lắm nè. Anh này anh yêu đồ người các bạn, anh thợ này bên Nhật là anh yêu đồ người. Nó mới cái cục sạc nó còn mới keng luôn các bạn. Anh quấn dây lại nè, các bạn thấy không? Chứng tỏ là cái anh thợ bên Nhật này anh yêu đồ người đó bạn. Anh đang vứt tùm lum. Rồi 350 bạn. Ít 38. Ít 39 bạn. Trời ơi nguyên cái hộp này luôn mà có 200 nữa bạn. Cái hộp này bán cũng được 100 rồi. Rồi, thì con này nó không có cục sạc đó bạn, nó chỉ có hai cục pin thôi nè. Hai cục pin nha các bạn, không có sạc. Con này nó bao nhiêu won đây, hàng Hitachi nha các bạn, nặng lắm. Đây. Con này nó 9 won nha các bạn, 9.6 nha. Rồi. Nguyên hộp luôn nè các bạn, hàng hai cục pin nha, không có cục sạc nha các bạn. Cục sạc này không có nha. Đó. Rồi 200.000, ít 39. Ít 40 nha các bạn, con này 350 thôi. Hôm nay quay đồ hộp không trời. Đồ con máy này mới giả mang luôn bạn, 12 won luôn. Đồ cái gì đây? Trời ơi, nãy giờ tụi em không thấy cái này à. Nguyên cái hộp nó muối không nè các bạn. Bà mẹ nó muối quá trời muối luôn nè. Muối không nè, muối khôn nữa nè các bạn, muối bắn. Cái này nguyên cái hộp này toàn muối không các bạn, muối khôn nè. Nguyên cái dàn muối này không à, mình thấy cũng đủ tiền rồi. Nè, muối nè. Coi thứ này coi sao nhiều muối. Quần này cầm nhẹ với ta. Cái này hàng chắc là mình nghĩ nó hàng tàu xuất Nhật thôi các bạn. Tại vì mình cầm mình cảm giác nó nhẹ lắm bạn, 12 won nè. Nó không có nặng tay đâu các bạn, nó không có giống như mấy con nãy mình cầm nó nặng lắm. Nhưng mà con này cầm nó nhẹ. Nhưng mà được cái trong này hộp nguyên bộ vàng của nó nè các bạn, nhìn nè. Mũi đồ quá trời luôn. Các bạn thấy không? Rồi. Thì con này các bạn lưu ý nha, con này nó là hàng tàu xuất Nhật chứ không phải là hàng Nhật nha các bạn. Hàng tàu xuất Nhật 12 won thì cầm rất là nhẹ tay luôn. Đó. Cầm nó không có đầm nữa các bạn, cầm mình cảm giác nó nhẹ lắm, nó không có đầm như cái thằng Nhật kia đó. Nhưng mà được cái mỗi được cái hộp thôi, 350 nha các bạn. Ít 40, 350. Ít 41 nha các bạn, con này 250 nha, 250 các bạn. Cái hộp này bởi rồi bạn nè, hộp bởi rồi. Ủa con này mũi khôn quá trời nè các bạn nè, mũi khôn quá trời luôn đó, mũi khôn nữa nè các bạn, quá trời luôn nè. Con này mũi khôn, trời ơi mũi khôn quá trời luôn đó. Nhìn cái này là biết đồ tàu xuất Nhật rồi bạn nè, nó là hàng tàu xuất Nhật nha, 21 won luôn đó.
tàu xuất Nhật nha các bạn, chứ không phải đồ Nhật nha các bạn. 21 V. Con này nó có cấp độ số nữa nè. Độ số nữa nè bạn. Rồi. Đó. Biết bấm chạy không? Mẹ có cục sạc sạc thử. Rồi. Đây bạn. X41 này là 250 nha các bạn. X42. X này là 350 nha các bạn. X42 là 350 nha. Này mới là Hitachi nè. Đó. Đó, đồ Nhật cầm có khác liền các bạn. Đồ Nhật cầm lên cảm giác nó đầm cái đây liền bạn. Đúng là người ta nói tiền nào của đó bạn. Nè, cầm lên là nó đầm cái tay liền. Đúng không? Bạn thấy không? Nó đầm, cảm giác nó y như mình lái con xe Honda với vậy, mình leo lên con xe quay tàu bạn. Với mình leo lên con xe quay Super các bạn, con rim Super nó cảm giác nó khác liền. Rồi. Thì con này nó là 12 V nha các bạn. Con này cái pin nó là đời Mentina này bạn nè, pin nó ghi Mentina này. Đầm lắm nha, con này Hitachi 12 V. Này đổi sau đây. Này thì nó còn hai pin nha các bạn, với một sạc, hai pin một sạc Hitachi. Còn cả sạc hướng dẫn luôn, sử dụng luôn nè các bạn nè. Đó, sạc hướng dẫn sử dụng luôn. Rồi. 350 nha các bạn. X42. X43 là 200.000 nha các bạn. 200.000 hàng Makita nha. Đó, hàng Makita. Con này có 200.000 thôi các bạn. Mình thấy rất là đầm luôn mà, cầm chắc tay lắm, chắc nịch luôn. Cảm giác nó chắc tay lắm mà. Này 250 nha, 200.000 nha các bạn, 200.000 có sạc, có pin, một pin. Một pin một sạc với một thân máy nha các bạn. Này 200.000 X43 nha. Đó, X43. 200.000. Bán thùng tặng máy nè. X44 150 nha các bạn. 150 bán cái gì cũng đây. Cái này mắc một cái thùng thôi bạn, cái thùng đồ ơi. Tặng cái máy luôn. Cái này súng gì đây? Nhìn tiếu vậy trời, cái này giống cái đèn pin vậy trời. Rồi. Thì nó có cục sạc luôn nha các bạn nè, cục sạc nè. Pin ở đây nè bạn, đó pin nó nè. Rồi. Còn ốc vít rồi luôn, mũi khôn rồi luôn. Con 150 các bạn, X44 nha. X45 con này 250 nha các bạn. Đó, 250. Pin nữa nè các bạn, 15 V nha. Súng nè. Này 9 V thôi nha, 9 V, 9 V 6. Đó. Rồi còn nguyên hộp luôn nha. Con này là 250 X45 nha các bạn. X46. Con này 250 luôn nha các bạn, 250 nè. Nó cũng pin với lại hai pin, một sạc, một máy nha, 250 nha các bạn. Con này 9V6 nha, nè, 9V6. Rồi. 250 X46. X47 các bạn. Cái thùng này thôi nó to trời. Như cái thùng đựng nước á. Máy gì vậy trời. Máy này là máy máy cắt pin nha các bạn, máy cắt chạy pin nè, pin nha. Con này nó là 14V4. Máy cắt chạy pin Hitachi. Thùng to lắm bạn. Hàng Hitachi nha. Đó. Này máy cắt gỗ các bạn, chạy pin. Pin nè. Đó. Rồi, vô lại. Lấy ra thì được mà bỏ vô không biết bỏ sao luôn. Thôi quan khí đó bạn. Thùng này là X47 này là 450 bạn. Rồi. Bây giờ đồ hộp hết rồi nha. Bây giờ mình qua dây cứu hỏa nha các bạn. Dây cứu hỏa. X48. Cái này là 200.000 nha các bạn. Thì cái này dây nó là bị chuột gặm rồi nha các bạn. Chuột gặm rồi. X48 này. 200.000 nha. Đó. Đây bạn, 200k này, X48. Dây này các bạn lưu ý nha. Này. Nó bị chuột gặm chỗ này nè các bạn. Này, đó, thấy không? Chuột gặm chỗ này nè. Cái này cũng vậy, đó. Hai bó nha các bạn, hai chỗ này là hai bó, mỗi bó là 2 kg mấy các bạn, 2,2 kg. Thì 200.000 là hai bó này luôn nha các bạn. Đó. Nó còn đầu nó nè, quanh nó nè. Rồi. Đó. X48 200.000. X49 này 200.000 luôn. Cái này cũng bị chuột gặm luôn nè các bạn, thấy không? Đó. Bị chuột gặm lủng rồi nha các bạn. Con này bó này có bị gặm không mà nó quăng đây ta. Đây, bị gặm nè các bạn nè, thấy không? Đó. Các bạn lưu ý trước khi mua nha. 200.000 thôi các bạn. Mình bán xả thanh lý luôn. 200.000 là hai bó nha các bạn, hai bó này luôn á. Đó. Cái này nó bằng đồng luôn nè các bạn nè. Đó, bằng đồng luôn. Đầu á. Nè các bạn thấy không?
mấy cái đầu này nếu mà mua không là ở Việt Nam mình mua mấy cái đầu này không là không phải mấy trăm ngàn rồi các bạn. Rồi cái này là 200 ngàn, x49 nha, x49 nha các bạn, 49 x50 đâu rồi, ở đây. Thì hôm nay x50 là con máy máy làm lạnh công nghiệp nha các bạn, máy làm lạnh công nghiệp. Thì con máy này nó đây mình cắm vô điện luôn nha các bạn, chạy được luôn, nhưng mà mình không biết nó có lạnh không thôi. Đây bạn này, tại không có chiên đồ này, nó có cái lỗ đi ra này bạn, không biết lỗ này là lỗ hơi lạnh ra hay lỗ gì. Rồi cắm vô điện bật lên này, bật cho nó chạy luôn. Đây bạn, đó bật chạy luôn nha, đó khởi động, đang khởi động bạn. Đó cái này reset chỉnh độ sơi này, đó chỉnh độ sơi này bạn, chỉnh độ sơi được luôn nha. Đó rồi cái này bật nó lên luôn nè, đó nó đang chạy đó bạn, đó chạy luôn nha. Thì cái máy này thì bán con tù mù là 4.3 triệu nha các bạn. Thì nó chạy nha các bạn, điện 110 nha. Thì nó là hàng nước ngoài nha các bạn, hàng này ở Việt Nam mình không biết có bán không, mình thấy không có bán đâu, mình test thử rồi, nó là hàng nước ngoài nha, 4.3 triệu. Đó rồi tắt nha các bạn. Đây thông số nó các bạn có thể lên tìm hiểu trên mạng nha, nó là của hãng tai tít bạn. Mã hiệu máy của nó đây là Sơi H151AF. Đây bạn, mã hiệu máy nó nha các bạn. Còn đây là hãng của nó nè, tai tít. Hàng này là hàng nước ngoài nha các bạn, chứ không phải là hàng Việt Nam nha, hàng Nhật. Hàng Nhật nha các bạn. Thì cái này nó là máy làm lạnh công nghiệp. Chính đây bạn, máy làm lạnh công nghiệp. Trong này nó có cái này, nó giống như tủ lạnh nha các bạn. Nó có cái cục lạnh nè, thấy không? Nó có dàn lạnh rồi luôn. Thì máy này chạy điện 110 nha các bạn, không phải điện 220 đâu. Nó chạy điện rinh của nó là 110, mình bao là vô điện cho bạn thôi. Bán tù mù nha, các bạn thấy cần thiết thì các bạn mua nha, còn nếu mà mình thấy cảm thấy không cần thiết thì các bạn đừng mua nha. Mình coi cho kỹ nha các bạn. Đó. Rồi x50 nha các bạn, x50 4.3 triệu. Rồi bây giờ qua dây nha các bạn, giờ xuống dây. Mấy đứa nó ghi số kiểu này chết à. X51 200 luôn nha các bạn, X51 này là 200 luôn. Thì cái dây này cũng bị chuột gặm luôn các bạn nè. Chuột gặm hết nha các bạn, nè, chuột gặm nha. Các bạn lưu ý nha các bạn, chuột gặm rồi nè. Các bạn thấy không? Cuộn này nó bị gặm tí ở đây nè, đó. X51 này là 200.000 hai cuộn nha các bạn. 200.000 hai cuộn, X52 là 200.000 hai cuộn, cũng chuột gặm luôn các bạn. Nè, chuột gặm luôn. X53 cũng 200.000 hai cuộn luôn. Cũng bị chuột gặm luôn nha các bạn. Đây, số nó đâu à? Đây, X53 các bạn, 200.000 hai cuộn các bạn. Nè, bị chuột gặm nè các bạn thấy không? Đó, dây cứu hỏa nha các bạn. Rồi, X54 cũng 200.000 hai cuộn luôn. Hôm nay toàn là dây chuột gặm các bạn, nguyên đóng dây này chuột gặm lỗ luôn à. Rồi, X55 là 200.000 hai cuộn luôn các bạn. Đó. X56 nè, 200.000 hai cuộn luôn. Rồi, thì đóng dây này là bị chuột gặm hết rồi nha các bạn, lủng hết rồi. Thì các bạn mua các bạn phải coi cho kỹ nha các bạn, 200.000 hai cuộn. Đó, thì mình nhập giờ xui chúng cái bó nó bị gặm hết các bạn thì mình bán cũng lỗ thôi. Đó. 200.000 hai cuộn. Rồi, giờ qua đồ hộp nha các bạn. Rồi thì cái hàng đồ hộp này là hàng chạy điện 110 nha. Rồi mở hộp đi em cho anh em ta coi. X57 là 750 nha các bạn. 750. Con này nó là hàng Ryobi nha các bạn. Máy gì em? Máy khôn hả? Máy đục. Máy đục nha các bạn. Đục bê tông. Đục bê tông. Rồi vô đi em, Ryobi. Máy đục bê tông nha, 750 nha các bạn. Rồi. Rồi được em. Bỏ mũi vô em đục cho nó ngon lành luôn. Mũi nó đâu? Mũi không có mũi à? Hả, không có mũi luôn hả? Cây sắt đó là gì? Rồi. Rồi, thì máy này là máy đục bê tông nha các bạn, hàng Ryobi, còn nguyên hộp con này còn mới lắm nha. Thì mình bao vô điện cho các bạn luôn đó. Cắm điện 110 rồi chạy luôn nha các bạn. Rồi, ít này là ít mấy em? X57 nha các bạn. 750 cho bạn hộp luôn, hộp Ryobi luôn. Rồi tiếp tục em. X58 vô em. X58 này là 850 nha các bạn. Máy đục luôn, thì con này nó còn mũi luôn nè các bạn, nó còn mấy mũi em. Máy đục bê tông. Một mũi tròn, mũi dẹp nha các bạn. Đó, còn hai mũi luôn, mũi tròn, mũi dẹp. Rồi thả mũi vô đục luôn em. Thả mũi được không? Sao quá nặng đời vậy? Rồi. Đó. Đục, đừng có đục trúng dây điện nha em. Rồi. Rồi được rồi em.
quá mạnh luôn, đục lát nữa bởi cái nền luôn em, mất công đổ bê tông lại. Rồi thì máy đục bê tông điện 110 nha các bạn. Đó mình bao vô điện nha, hàng hộp còn nguyên hộp luôn nha. Hãng này là hãng hãng gì đây em, Hamed nha các bạn. Hitachi này, Hitachi Hamed đó, Hitachi Hamed, thông số nó đây các bạn, các bạn chụp màn hình lại nhìn nha các bạn. Điện 100V nha các bạn. Rồi còn nguyên hộp luôn. X58 này là 850 nha các bạn, còn hai cái mũi đục luôn. Rồi X59 con này 1,5 triệu nha các bạn, con này mới là bá đạo nè các bạn, con này còn giấy bảo hành luôn nè các bạn. Các bạn bảo hành thì các bạn điện qua Nhật bảo nó bảo hành nha. Đó rơi không à, con này nó còn mũi luôn, mũi này là mũi đá luôn mà, nó giống như cái này giống như cái mũi sấy mấy khoan là mấy đục nha. Cái này là vừa khôn vừa đục nha các bạn. Đó. Đó. Vừa khôn vừa đục còn hai cái mũi luôn nha. Rồi bỏ vô lại em. Còn vừa khôn vừa đục hai mũi còn luôn. Rồi. Máy này là X59 nha các bạn. X59. Còn nguyên hộp luôn. Hộp nó bự lắm bạn. X59 này là 1,5 triệu nha. Rồi đẩy qua em. X60 nha các bạn, đục BR25900 nha. Đục BR25900. Con này là hàng giống con nãy luôn nè. Đó, hàng Home Test này, con này đẹp nè các bạn. Rồi cắm điện thử đi. Em mùi không anh? Ừ, thôi được rồi, em bóp là lên là được rồi. Rồi, cắm điện luôn là chạy ổn định luôn các bạn. Điện 110 nha các bạn, cắm điện chạy ổn định luôn á. Rồi. Con này là hàng Hitachi Hamed nha các bạn. Điện 100V, thông số nó các bạn. Chúng con nãy nha các bạn, chúng con vàng nãy á. Rồi vô đây em đợi làm là. Con này là đục BR25 nè. Nè các bạn, X60 900 nha. Rồi. X61 nha các bạn, 350. Này này hên xui hả? Này súng bắn đinh anh. Súng bắn đinh. Con này không phải điện nha các bạn, này chạy hơi. Này. Con này súng bắn đinh nhưng mà nó chạy hơi nha các bạn, nhìn khủng bố lắm nè. Nhìn nó to lắm nha các bạn, nó rất là to luôn. Nó to bằng cái đầu em trai luôn các bạn, này thấy không? Rồi rất là to luôn, súng bắn đinh nha, đinh nó nè các bạn. Cái này nó chạy hơi nha các bạn thì mình bán hên xui nha. Tại vì ở đây mình không có hơi cho test đó. Nha, nó chạy bằng hơi nha các bạn, đó. Rồi được rồi em, bỏ vô thùng còn nguyên thùng luôn. Cái này nó chạy bằng hơi nha các bạn, lưu ý không phải bằng điện nha, bằng hơi. Rồi. Con này là 350 rồi bạn. Hên xui nha các bạn. X61 350, đó, nó chạy bằng hơi, súng bắn đinh. Rồi, 350 em. X62 bạn, 750. Hộp to lắm nha các bạn, con này hộp to lắm. 750. Rồi, mở hộp ra em. Con này là con này nhìn khủng bố ơi. Vỏ nhựa. Nhìn nó còn cứng cáp lắm bạn, hai tay cầm luôn. Nhìn như súng khẩu AK các bạn. Rồi cắm điện em. 7 thông số nó nè bạn, 705 nè. Rồi, bật lên em. Con này là máy đục đúng không em? Máy đục nha các bạn. Máy đục. Máy đục nha các bạn, con này là máy đục. Đó. Con này nó hơi xào đạn nha các bạn. Đúng không em? Nó hơi xào đạn á. Tiếng máy nó là hơi xào đạn nha các bạn. Máy đục. Rồi. Các bạn giờ dọn lại nha. Thì bên mình là bao vô điện thôi. Hàng chưa có dọn nha các bạn. Rồi ấy lại em cắm lại đây lại. Con này là X62 750 nha các bạn. X62. Rồi X63 em, 700 bạn, X63 này. Rồi cắm X63 nha các bạn, 700. Cắm điện mà. Đây. Rồi hàng này Hitachi luôn các bạn. Rồi. Con này rất im luôn nha các bạn, con này im lắm. Con này chạy rất im luôn nha. X63. Rồi em, đây lại. Con này còn nguyên hộp luôn nha các bạn, hàng Hamed này, 700 Hitachi, thông số nó nè các bạn, đó. Rồi, đây là em. Con này là X63 là 700 nha các bạn. Vô em. X64. Con này là 800 nha các bạn, X64. Đây. Con này là máy đục luôn đúng không em? Nó còn mũi nữa đúng không? Cái mũi hả em? À nó phải mũi không? À cái mũi còn đây nè, này nó còn mũi luôn nè các bạn. Đó. Rồi. Con này chắc vừa đục vừa quay luôn hả? Vừa khôn vừa đục luôn đúng không?
Rồi con này nó mới lắm mà, nhìn nó còn mới lắm nha, chắc máy nó còn ốc yết nó còn sáng trưng nè, máy của nó các bạn, thông số của nó nè, đây bạn thông số của nó nè, đó bạn nhìn đấy nha, thông số của nó đó 1050W nha các bạn. Rồi ốc còn sáng trưng à. Rồi đẩy lại con này, còn máy nó còn mới lắm mà, chắc máy nó còn đẹp lắm liền nha. Con này nhìn có bộ trâu bò các bạn, đúng là đồ trâu bò luôn mà nó. Rồi đẩy nó lại em. Con này là X64 nha bạn, 800.000 X64. Rồi X65 nha bạn, con này 700 nha, 700. Rồi cắm điện thử luôn em. Ui gieo 1 tiếng rồi em ơi. Còn tắt được rồi. Tắt được không? Này kẹt không tắt. Con này kẹt không tắt không? Rồi rồi. Con này vô điện nhưng mà kẹt không tắt nha bạn. Con tắt nó kẹt nè. Ó nãy cắm điện nó chạy luôn á. Nè, kẹt không tắt nha. Con này là X65 là 700 nha các bạn, hàng hàng này là hàng Hitachi 2m luôn. Đây, chúng còn nãy luôn bạn, hàng Hitachi 2m còn mũi đục luôn nha. Đó. Con này nó kẹt không tắt nha các bạn, vô điện kẹt không tắt. Rồi đẩy lại đi em. X65 700 nha các bạn. X66 850 các bạn, X66 này, 850. Con này vỏ nhựa các bạn. Mấy con vỏ nhựa nhìn nó xù xì thôi. À, con này im nè. Rồi rồi. Con này im nè các bạn, chạy im ru luôn, tiếng nổ tiếng đâu tiếng động cơ của nó rất im luôn. Rồi. À, con này thông số của nó đây các bạn, thông số nó nè. 100W. Bao nhiêu watt đâu nó không ghi ha. 5000 sao á nè. 50 60 HP. Rồi. Con này thì nó là hàng hãng gì thì không biết luôn. Hả? HL gì đó. Hi Liti hả? Rồi rồi rồi. Mũi đục nó còn kìa. Hộp nó còn luôn nha các bạn. Rồi đẩy lại em. 850 nha các bạn, X66. Rồi. Rồi bạn, rồi bây giờ là qua hàng binh nha các bạn. Hàng binh này là mình bán theo giá sắt luôn nha các bạn, con ký giá sắt luôn. Thì đây. Đây bạn, ở đây mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 rổ nha các bạn. 8 rổ. Rồi. X67 bạn. Thì rổ này là 250 nha các bạn. Thì trong rổ này mình có này 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 6 7 cái nha các bạn. 7 cái. Đó. Trong rổ này là 7 cái nha. Nè các bạn, thấy không? Đó, 250 nha các bạn. X67 này 250 nè. X68 là 250 luôn nè các bạn, 250 luôn. Nè, 1 nè. 2 3 4 5 6 7 cái nha các bạn. Đó, 7 cái 250 luôn. Rồi. Cái đống này X69 này là 250 luôn nha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 4 5 nè, 6 7 cái luôn nha. Đó, 7 cái luôn. Đó, hết đống này luôn nha các bạn. 7 cái 250 nha. Rồi X69 nha. Đó. X này là X70 nha các bạn, 300. 70 này là 300.000 hết đống này luôn nha các bạn. 1 2 nè. Đó, 3 nè, 4 5 6 7 cái. 7 cái 300 nha. X70 nha các bạn, hết đống này luôn. 7 cái 300 nha các bạn. X71 nè. Hết đống này là 250 nha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 4 5 6 7 cái. Rồi, 250 X71. X72 là 250 nè. 1 nè, 2 nè, 3 1 2 3 nè, 4 5 6 7 cái nha. Đó, 1 2 nè, 3 4 nè, 5 nè, 6 7 cái. Rồi. 250 nha, X72. X73 các bạn, 250 đống này nha các bạn. 1 2 3 4 5 nè. 6 cái các bạn, 2 nè, 4 nè, 6 7 cái. 250 X73 nha. Rồi. Đống này 250 luôn bạn. 250 luôn X74 nha các bạn, X74. 1 nè, 2 nè, 3 4 5 6 nè. 7 cái. Đó, này mình bán theo ký đó bạn, mình con ký tính tiền á thì giá là mà nó xem giá sát luôn nha các bạn, thì có 250 rồi một rổ vậy thôi. Rồi thì X74 là hết rồi. Rồi hết rồi nha các bạn, ngày hôm nay mình lên tới 74 mã luôn nha. Thì các bạn mua hàng đặt hàng thì hàng này là các bạn phải đặt cọc bên mình mới gửi hàng nha. Các bạn lưu ý trước khi mua hàng giúp mình là phải đặt cọc bên mình mới gửi hàng nha các bạn, ship tận giường cho các bạn luôn. Rồi hàng này các bạn nào mà không chuyên giờ điện thì các bạn đừng mua nha. Hàng này là mình bán cho những bạn mà chuyên nha các bạn, những bạn mà chuyên, chứ còn mấy bạn nào không chuyên á, tại vì hàng chưa dọn như mấy súng binh kia kìa, hàng nó chưa dọn đó, như mấy binh này cũng vậy nè, hàng chưa có dọn nha các bạn.
hàng chưa có kiểm tra, chưa có dọn, bên Nhật tới giờ là mình bán luôn, nên là cái giá buông tay rồi, mình không có bao hay bảo hành gì nha các bạn. Trước khi mua, phải lưu ý trước khi mua bên mình nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn, chúc anh em mua may bán đắt, gặp nhiều may mắn và thuận buồm xuôi gió nha các bạn. Rồi xin chúc anh em nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng nha. Rồi mình chào tạm biệt các bạn.